Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán tổng hợp mảng dịch vụ bảo vệ tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Khóa học này đặc biệt chú trọng đến tính chi phí lương của nhân viên. Đây chính là phần chủ yếu để cấu thành nên giá thành của mảng dịch vụ bảo vệ. Khóa học này sẽ giúp các bạn tự tin thành thạo mọi nghiệp vụ, giúp giải quyết được những khó khăn va chạm xử lý các tình huống thực tế. Các nội dung chính trong khóa học của mảng dịch vụ bảo vệ sẽ được chia làm 3 nội dung chính. Ở nội dung đầu liên quan đến hướng dẫn việc khai báo nhập dữ liệu đầu kỳ. Nội dung thứ hai liên quan đến cách hạch toán chi phí phát sinh trong kỳ. Và nội dung thứ ba liên quan đến hoàn thiện lại sổ sách và lên báo cáo tài chính. Trong nội dung phần đầu tiên, các bạn sẽ được tìm hiểu về việc bàn giao sổ sách của kế toán cũ, thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ để chúng ta có được một báo cáo liên tiếp theo các năm, so sánh, kiểm tra lại và đối chiếu sai sót giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết các tài khoản đối với dữ liệu đầu kỳ. Nội dung thứ hai các bạn sẽ được làm trên các chứng từ thực tế của công ty bảo vệ, hạch toán các nội dung liên quan đến các hóa đơn mua vào. Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp chủ yếu là các chi phí tiếp khách, văn phòng phẩm mua công cụ, dụng cụ hoặc tài sản cố định. Còn đối với các chi phí của mảng dịch vụ bảo vệ, chủ yếu là các chi phí mua trang phục cho nhân viên, chi phí công cụ dụng cụ, các chi phí như in ấn thẻ, nhãn mác, bộ đàm và chìa khóa là các chi phí chính của mảng dịch vụ để chúng ta tính vào giá vốn. Các nội dung liên quan đến các chi phí tiền lương và các chi phí khác, các khoản liên quan đến tạm ứng của mảng dịch vụ bảo vệ, thực hiện việc theo dõi chấm công của các tổ đội cá nhân bảo vệ của các công ty, xí nghiệp, cửa hàng, thực hiện việc theo dõi bảng chấm công đối với bảo vệ của các xí nghiệp, công ty, cửa hàng nơi thuê dịch vụ bảo vệ. Vì đối với mảng dịch vụ bảo vệ chủ yếu là chi phí liên quan đến lương nhân sự, do đó khâu thiết lập các hồ sơ liên quan đến lương của mảng dịch vụ bảo vệ rất cần thiết. Các nội dung liên quan đến hồ sơ lương cần phải chặt chẽ và đầy đủ khi thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp để chúng ta sẽ hạn chế các chi phí bị loại trừ. Hướng dẫn cách hạch toán đối với doanh thu của mảng dịch vụ bảo vệ. Và nội dung thứ ba liên quan đến việc hoàn thiện các sổ sách báo cáo tài chính. Kiểm tra lại các nội dung liên quan đến các phát sinh trong kỳ, thực hiện việc tính giá thành của mảng dịch vụ và lên tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng, hàng quý. Kiểm tra lại các tỷ trọng trong báo cáo tài chính, cân đối các số liệu trước khi nộp báo cáo, hướng dẫn thực hiện nộp các báo cáo tài chính và các mẫu quyết toán trên trang thuế điện tử, thực hiện việc in sổ sách kết xuất và lưu giữ nội bộ, kinh nghiệm khi có thanh tra quyết toán thuế. Đó là các nội dung chính khi chúng ta tham gia vào khóa học của mảng dịch vụ. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức học phù hợp, bao gồm hình thức tự học, học lớp online và một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là tất cả các hóa đơn chứng từ, các bạn sẽ được học trên giáo trình online của Trung tâm Kế toán Việt Hưng, trang web kế toán việt hưng.com. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận lộ trình tư vấn khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của Trung tâm hoặc gọi đến hotline số 0988 680 223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.